Xin chào các bạn quay lại với kênh Nhà Đẹp Hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu nhà cấp 4, nông thôn, 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, 1 phòng khách và có nhà để xe, có 1 phòng thờ. Đây các bạn có thể ngắm bên ngoài ngôi nhà. Ngôi nhà được cách điệu, mái ngói ở sau. Ta có một bồn nước. Đó các bạn có thể thấy. Một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp. Về bề ngang của công trình thì công trình có bề ngang là 11m. Và chiều sâu của công trình là 8,4m. Đấy, các bạn có thể thấy hành lang 1,5m. Công trình có chiều cao 3,5m và đỉnh mái là 2m. Đây các bạn có thể thấy là phía trước ta có một phòng thờ, một phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp ăn, một vệ sinh và phòng tắm và một chỗ để xe. Đây các bạn có thể thấy chia ra thành 6 phòng. Nhà để xe rất là rộng. Ta có thể nới là nhà để xe này hẹp thêm một chút để cho nó phòng ngủ cho nó rộng. Đầu tiên ta sẽ đi vào phòng thờ. Thì từ phòng khách sẽ đi qua phía bên trái này, mở cửa là một phòng thờ. Rồi đi về phía sau là một phòng bếp và bàn ăn. Ở phía bên trái là nhà vệ sinh và phòng tắm chung. Và đi về phía bên trái này là một phòng ngủ. Ở phía bên phải này chúng ta sẽ đi về phía phòng ngủ thứ hai. Ở đây có cửa sổ nhìn ra phòng xe. Ở đây chúng ta có phòng giữ xe được khoảng 4 chiếc xe máy. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào phòng thờ xem diện tích của nó bao nhiêu. Chiều sâu là 2m8 và chiều ngang là 3m rưỡi. Tương tự với phòng ngủ, chiều ngang là 3m8 và chiều sâu là 3m7. Phòng vệ sinh chúng ta rộng 1,4m và 2m3. Với phòng ăn thì sao? Phòng ăn ta có 3m3. Và 3m6. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 3m rưỡi. Và 3m9. Phòng này rộng hơn phòng thứ nhất. Nhà để xe. Nhà để xe đang là 2m6. Và 3m rưỡi. Để được khoảng 4 chiếc xe máy. Phòng khách
có chiều ngang là 3m6 và 3m4. Đây, các bạn có thể thấy là nội thất của phòng khách, phòng ngủ. Phòng thứ hai, vệ sinh và phòng thờ. Ok, như vậy mình vừa giới thiệu các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái Thái đơn giản và đẹp, sử dụng hết công năng của ngôi nhà. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của Hiếu. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo, chia sẻ mẫu nhà cấp 4 mái Thái mới. Chúng ta cùng ngắm lại hình dáng ngôi nhà bên ngoài.